Welcome back to my channel. Today I'm going to prepare turtle salty recipe. So now enjoy with me. Ôn ơi mà cái thi thơm mùng á. Ngày nó ngon đây nhật với nè. Ba. Đây nha mấy. Ba. Nha nha. Chặt chuông cho coi. Mà. Chùm nía nha, chùm nía chặt mấy. Ui lần lần thoát mùng á. Ui nè. Now start fire and boil water. Okay, now we cook the turtle. Còn đã, còn còn. Nên dùng xong áo sọc vì sao còn bị giật đập mình vào. Còn lập tầm than tiết nữa. Ui, thoát á. Mà sẽ tôi tiết chăm dương vô vì có những cọc này cọc nóng trên hết chăm dương vẹt. Thoát mềm tới nữa. Lợi trong phơi bắp phơi và trên snap này một đơn một cầu sạch nó là người có hai liều tầm xa tiếp tới nhưng mà ôi thì thoát lỗ nữa thoát mà clean it again
And now I start to prepare fermented fish pasta sauce. Này có hộp sạch chứ. Thấy chân liêng tập sân á, chẳng liêng vẹt chụp đi. Bạn như bằng những bộ này trên cái chỗ ấy sạch sạch chơi này thì mình định mùi kia này bộ. Chia tam cái lại sân lắm. Ủa nè. Ủa nè. Mình sẽ lại khuyên lòng trao mẹ. Ăn xong ra nè. Chó nó từ nó mối là liên tục đong thiết cho những loại cương làm đai chăm đậm vào món bọn đong tục đong thiết tôi sẽ có sẵn o món ấy. Chicken powder ổn chuyện đong tâm mấy bông không á? Cương nó nâng món nâng cũng ở những chả bây giờ đạo chui đập nó. Ok ui thân nó khăn mà đạn cho nó dễ thả nó khăn chui nha. Fresh meal. Pan roasted peanut. Okay, now let's check it together. Ôi, những thác nó nó chơi khăn mày. Là bạn mơ xin mơ, ui mơ nè. Chà, dừng mơ chạy mơ không á, chạy mơ sạch nữa mà. Ui, nó gây nó tích chuyện. Ok, ui mơ. Ui, tụi nó chơi ngay như nè. Nó chơi khăn. Ok, now it's time to test. Oh my god. Tao ăn chắc cái muỗng á. Look so good luôn á. Ui chọn lỏ nè. Ui. Tao ăn chắc cá, sảnh cái lạnh nè, bách cái lạnh nưng ông. Tại bông số nó sbo tao bỏ tiệt. Ui mà đặt chỉ cái tịch mao. Chỉ lụa mao. Ui cặp chỉ.
rưỡng anh á, là bỏ chơi chật á. Lần chơi dừng đặt cho mùi nâng cô lực khởi đây sẽ khổ sao vậy ấy nó em hả? Chơi xong khăn bông sợ xa thoáng tha thua anh chân tọa tổ lõn á nhằm Thank you.